Chào mừng quý vị và các bạn đã cùng quay trở lại với kênh Phong thủy Zakat. Lời đầu tiên, thay mặt thầy Zakat cùng ban biên tập chương trình, xin kính chúc quý vị và các bạn vạn sự gặp lành, tấn tài tấn lộc, vạn sự hanh thông. Quý vị thân mến, ngựa là con vật yêu thích cuộc sống tự do, hoang dã để được hòa mình vào thiên nhiên. Những người tuổi Mậu Ngọ sinh năm 1978 vì thế mà rất năng động, nhiệt tình, thích những nơi đông người và đam mê khám phá những điều mới mẻ trong cuộc sống. Và trong tháng 8 âm lịch, do được quý nhân đưa đường chỉ lối giúp đỡ nên vận trình sự nghiệp khá suôn sẻ và thuận lợi. Trong tháng 8 âm lịch, công việc liên tục thăng tiến, tài vận cũng rất khả quan, tiền tài kéo đến ầm ầm, cho nên cần tránh chi tiêu những khoản tiền lớn vào thời điểm này. Trong tháng 8 âm lịch, những người tuổi Mậu Ngọ là một trong những con giáp may mắn nhất về tài lộc và công danh sự nghiệp. Để biết được tại sao con giáp này trong tháng 8 âm lịch lại vững vàng tự tin về thành công của mình như vậy, xin mời quý vị cùng theo dõi ngay sau đây. Sau đây là phần tổng quan của các gia chủ tuổi Mậu Ngọ sinh năm 1978 trong tháng 8 âm lịch năm 2022. Người tuổi Mậu Ngọ mệnh thiên thượng hỏa, tính cách hoạt bát, lạc quan, yêu đời, bản chất lương thiện. Họ luôn hết lòng giúp đỡ bạn bè, cũng không ngần ngại giúp đỡ cả những người xa lạ. Cũng rất công bằng và chính trực, nhờ thế mà họ có nhiều bạn bè. Họ vì bạn bè mà lăn xả, khi gặp khó khăn, bạn bè cũng là những người sẵn lòng vì họ mà hóa giải nguy nan. Những người tuổi Mậu Ngọ có tinh thần trách nhiệm cao, dễ được cấp trên tín nhiệm và trọng dụng. Tuy tính cách có phần nóng vội, đôi lúc cũng mắc sai sót, nhưng sự chân thành và lạc quan của họ khiến cho mọi người hết lòng yêu quý và giúp đỡ. Tháng này với người tuổi Mậu Ngọ vận hạn tốt đẹp trong mưu sự và tiền bạc. Tuy nhiên, nam mạng nên cẩn thận về tiền bạc, chớ tin người, cần đề phòng giấy tờ và vật có giá, tình cảm xa đạo an vui. Nữ mạng tuy có âm phù dương trợ nhưng do vận xấu chưa thực hiện. Nữ mạng tuy có âm phù dương trợ nhưng do vận xấu nên chưa thực hiện được các mưu sự mới. Thời điểm này bạn cũng có nhiều cơ hội để khẳng định được vị trí, vai trò của mình trong công việc, có cơ hội được thăng chức, tăng lương, lãnh đạo cất nhắc. Cũng có thể nhờ cách ứng xử khéo léo và thành tích trong sự nghiệp, bạn sẽ gặp những cơ hội đầu tư, kinh doanh đáng cân nhắc. Các mối quan hệ phát triển khá tốt đẹp, bản mệnh có thể nhận được sự chú ý của nhiều người xung quanh, trong đó có cả quý nhân. Xét về thiên can, mậu dương thổ và kỷ âm thổ nên gọi là kiếp tài, nghĩa là ngang bằng với bản thân. Đối với các gia chủ tuổi Mậu Ngọ trong tháng này nên chú ý nhiều về những mối quan hệ thân thiết xung quanh mình, nên có những cách ứng xử hợp lý để giải quyết, tránh xung đột để ảnh hưởng tới tình cảm gia đình nhà mình. Thứ nhất, về sự nghiệp quan vận. Xem tử vi cho thấy người tuổi Mậu Ngọ có nhiều cơ hội được thăng chức, tăng lương trong tháng này. Bạn chỉ cần dựa vào sức của chính mình, không ngừng quyết tâm, cố gắng, vượt qua khó khăn thì sẽ chinh phục được lòng tin của lãnh đạo và đồng nghiệp. Tuy nhiên, cần phải chú ý rằng, để đạt được thành công như mong muốn, bạn cần phải cố gắng hơn mọi người rất nhiều. Đôi khi bạn có thể rơi vào tình trạng lao lực vất vả. Ngoài ra, bạn có thể bị tiểu nhân hãm hại, xem pha, khiến bạn khó có thể thể hiện được khả năng thực tế của mình để lỡ mất cơ hội học hỏi hay là thăng tiến. Hãy hết sức giữ gìn bình tĩnh, chớ nghĩ đến việc làm hại người khác, bởi làm vậy còn có hại cho chính bản thân mình. Năm Nhâm Dần 2022, Thái Tuế là hạ ngạc Đại Tướng Quân, dưới chân của Đại Tướng Quân có một con hổ. Để cho vận trình sức khỏe và gia đạo được hanh thông thuận lợi, Thầy Zakat khuyên gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một kim bài Thái Tuế để nghênh đón Thái Tuế, mang lại may mắn, bình an. Đặc biệt, kim bài Thái Tuế của phong thủy lộc tài được thầy Zakat trực tiếp khai quang, chi chú và xem ngày sử dụng cho gia chủ tuổi Mậu Ngọ để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay. Vậy nên gia chủ hoàn toàn có thể yên tâm khi sử dụng kim bài Thái Tuế của thầy. Thứ hai, về mặt tài lộc và tiền bạc. Theo tử vi, tài lộc tuổi Mậu Ngọ năm 2022, tài chính của người tuổi này không có quá nhiều biến động trong tháng 8 năm 2022 âm lịch. Gia chủ vẫn duy trì được mức lương từ trước tới nay, nếu đạt được thành tích xuất sắc trong công việc, có thể được nhận thêm những khoản thưởng nóng hoặc là tăng lương. Người làm đầu tư kinh doanh hoặc là buôn bán, bất động sản cũng có cơ hội thu lợi từ số vốn bỏ ra trước đó. Bạn cần nhanh chóng nắm bắt những cơ hội xuất hiện trước mắt mình. Tuy nhiên, bản mệnh cần suy nghĩ kỹ càng trước khi đưa ra quyết định đầu tư, tránh tình trạng bị tiểu nhân hãm hại, gièm pha để lỡ một cách đáng tiếc những cơ hội để phát triển.
Bản mệnh tiêu nhiều tiền cho những thói quen phù phiếm, những sở thích có phần hào nhoáng quá mức, không thích hợp với điều kiện hiện tại của bản thân mình. Con giáp này cần phải lập lại kế hoạch tài chính cho mình, giảm bớt những chi phí không thích đáng, cần phải nhìn xa trông rộng, đừng dễ dàng thỏa mãn bản thân mình mà về sau lại phải hối hận. Để tiếp tục cải thiện vận may trong tài lộc, thầy Gia Cát khuyên các gia chủ hãy luôn mang bên mình vòng tay, tam hợp quý nhân dần ngọ tuất, giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân, quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, những điều tốt đẹp sẽ đến với bạn, từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt, vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, trì chú và xem ngày giờ sử dụng cho các gia chủ để vật phẩm mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ ba, về mặt sức khỏe. Tử vi tháng này cho rằng tháng 8 âm lịch có thể có một số việc ngoài ý muốn xảy ra nếu người tuổi Mậu Ngọ không cẩn thận. Đây là điềm báo tai nạn bất ngờ. Khi làm việc bạn không được làm quá sức khiến khả năng tập trung bị giảm sút, dễ bị sai giấy tờ. Hơn nữa khi xuất hành xa cũng cần phải thật cẩn trọng, nếu có thể thì nên để người khác cầm tay lái. Để tinh thần ổn hơn thì bản mệnh nên dành nhiều thời gian hơn cho việc nghỉ ngơi. Không những thế, bạn cũng nên nghiêm túc xem lại và điều chỉnh chế độ ăn uống, luyện tập của mình. Các gia chủ tuổi Mậu Ngọ hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy, phát bảo tâm kinh. Đây là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà hóa sát, đem lại may mắn, bình an và sức khỏe cho gia chủ. Để vật phẩm phát huy tác dụng tốt nhất, thầy Gia Cát sẽ khai quang, chỉ chú và xem ngày giờ sử dụng vật phẩm theo tuổi của các gia chủ tuổi Mậu Ngọ. Thứ tư, về mặt tình cảm, gia đạo. Năm 2022 là năm khá đào hoa với người tuổi Mậu Ngọ. Người độc thân nên nhân cơ hội này để mở rộng các mối quan hệ của mình. Bạn nên cho người khác cơ hội được tiếp xúc gần gũi với bản thân. Đồng thời nếu đem lòng yêu mến ai thì nên chủ động tiếp cận, chủ động bày tỏ, không nên để lỡ mất thời cơ tốt. Những người đã có gia đình, vợ chồng bạn đã biết bao dung và lắng nghe nhau nhiều hơn, vậy nên số lần tranh chấp, mâu thuẫn có dấu hiệu giảm hẳn. Bạn biết quý trọng gia đình mình và luôn cố gắng hết sức để gia đình ngày càng tốt đẹp hơn. Tổng quan tháng 8 âm lịch năm 2022, tháng Kỷ Dậu, năm Nhâm Dần. Tháng 8 âm lịch được bắt đầu từ ngày âm lịch, từ ngày 1 tháng 8 năm 2022 và kết thúc vào ngày 30 tháng 8 năm 2022, từ ngày 27 tháng 8 đến ngày 25 tháng 9 năm 2022 dương lịch. Tháng 8 Kỷ Dậu có nạp âm là đại dịch thổ, tháng Dậu lục hợp thìn, tam hợp sửu và tị thành kim cục, xung mão, thìn dậu, hại tuất, phá tý, tuyệt dần. Đối với những người tuổi Mậu Ngọ trong tháng 8 âm lịch này sẽ cần tránh các ngày như sau. Ngày âm lịch, ngày 1 tháng 8 năm 2022, tức ngày 27 tháng 8 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Nhâm Tý, có nạp âm là Tam Trá Mộc. Ngày âm lịch, ngày 13 tháng 8 năm 2022, tức ngày 8 tháng 9 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Giáp Tý, có nạp âm là Hại Trung Kim. Ngày âm lịch, ngày 25 tháng 8 năm 2022, tức 20 tháng 9 năm 2022 âm lịch. Ngày âm lịch 25 tháng 8 năm 2022, tức ngày 20 tháng 9 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Bính Tý, có nạp âm là Sàn Hạ Thủy. Đây là 3 ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Mậu Ngọ. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý, tốt nhất là không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, chi tiêu tiền của vào những việc cần thiết và không nên vung tay quá chán. Các ngày tốt đối với người tuổi Mậu Ngọ trong tháng 8 âm lịch năm Nhâm Dần 2022. Ngày âm lịch, ngày 8 tháng 8 năm 2022, tức ngày 3 tháng 9 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Kỷ Mùi, có nạp âm là Thiên Thượng Hỏa. Ngày âm lịch, ngày 20 tháng 8 năm 2022, tức ngày 15 tháng 9 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Tân Mùi, có nạp âm là Lộ Bạc Thổ. Đây là hai ngày cát lành trong tháng để các gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao, hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình bạn tiến hành đều hết sức thuận lợi. Ngoài ra, việc chọn lựa ngày tốt cần phù hợp với tuổi gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu: họ tên cộng ngày tháng năm sinh cộng số điện thoại.
hoặc anh chị có thể liên hệ trực tiếp tới hotline hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Quý vị thân mến, dù khó khăn vất vả đến đâu thì mình cũng cần phải vững tin vào cuộc sống. Số phận trời sinh mỗi người một khác, ai cũng có sứ mệnh riêng của mình. Hy vọng thông qua việc luận giải tử vi của tuổi Mậu Ngọ sinh năm 1978 trong tháng 8 âm lịch sẽ giúp đỡ được quý vị phần nào trong cuộc sống có những bước đi vững chắc và thành công hơn. Rất cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Quý vị đừng quên bấm nút đăng ký kênh và chuông thông báo để ủng hộ chương trình. Còn bây giờ, thời lượng của chương trình cũng đã hết. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo của chương trình.